Nhan Uyên ham học hỏi, là đệ tử của Khổng Tử, tính tình tốt bụng. Một ngày nọ trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào ở trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải. Nghe người mua hét lớn: 3 × 8 = 23, sao ông cứ đòi là 24 đồng? Nhan Uyên đến trước mặt người mua lễ phép nói: Vị đại ca này, 3 × 8 = 24, sao có thể là 23 được? Anh sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa. Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên và nói: Ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách đến tìm Khổng Phu Tử. Đúng hay sai hãy để ông đấy định đoạt đi. Ta hãy đi tìm ông ấy để phân xử. Nhan Uyên đáp: Được, nếu Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy xử lý sao? Người mua nói: Nếu như ta sai, hãy lấy cái đầu của ta. Nhà ngươi sai thì sao? Nhan Uyên trả lời: Nếu như tôi sai, tôi sẽ từ quan. Hai người đánh cược với nhau như thế và đã đi tìm gặp Khổng Tử. Khổng Tử nói: 3 × 8 = 23. Nhan Uyên lòng không phục. Khổng Tử hỏi rõ tình huống rồi quay sang Nhan Uyên cười và nói: 3 × 8 = 23. Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi. Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ, nghe Khổng Tử nói mình sai đành tháo mũ xuống giao cho người mua. Người mua nhận mũ đắc ý rời đi. Đối với lời nhận xét của Khổng Tử, Nhan Uyên biểu hiện là tuân theo, nhưng trong tâm lại không phục. Anh cho rằng Khổng Tử già rồi, đâm ra hộ đồ, nên không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa. Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại, lấy cớ là nhà có việc muốn xin nghỉ học. Khổng Tử rất rõ tâm tư của Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, cũng dặn dò hai câu: Cổ thụ nghìn năm không náo thân, sát nhân không rõ chớ động thủ. Nhan Uyên đáp lại một câu: Con xin ghi nhớ, rồi rời đi. Trên đường về, gió thổi mây dông, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tới một cây cổ thụ rỗng ở bên đường muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ tới lời của Khổng Tử đã nói: Ngàn năm cổ thụ không náo thân. Nghĩ thầm sư đồ một nòng, nghe theo lời của sư phụ tránh xa khỏi cái cây rỗng. Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm sét đã đánh tan cây cổ thụ kia. Nhan Uyên kinh ngạc, câu đầu của sư phụ nói đã ứng nghiệm sao? Chẳng nhẽ ta còn có thể sát nhân ư? Khi về đến nhà thì trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên mình để đẩy chút cánh cửa nơi thê tử của anh đang ngủ. Đến bên giường, sờ lại thấy có hai người nằm hai bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: Sát nhân không rõ chớ động thủ. Bèn đốt đèn lên xem, hóa ra một người là thê tử, người kia lại là muội muội của anh. Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử thì quỳ xuống và nói: Sư phụ, hai câu người nói đã cứu 3 mạng người, là con, vợ con và muội muội của con đó. Sao người lại biết trước chuyện xảy ra vậy? Nhan Uyên cảm thấy kính phục sâu sắc, biết được ẩn ý của Khổng Tử. Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói: Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn giông, ta nhắc nhở con, ngàn năm cổ thụ không náo thân. Con lại mang khí bực trên người, trên thân mang bảo kiếm, nên ta khuyên con, sát nhân không rõ chớ động thủ. Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: Sư phụ liệu sự như thần,
đệ tử muôn phần kính lễ. Mạng người quan trọng hay địa vị quan trọng? Khổng Tử lại nói tiếp: Ta biết rõ, con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ thực ra con cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 × 8 = 23 là đúng. Con thua. Có quả là con thua cái mũ quan kia, nên ta nói 3 × 8 = 24 mới đúng. Người mua kia thua, đây là một mạng người đó. Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn? Nhàn Uyên luôn ngạc nhiên và tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa: Sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng sư phụ lớn tuổi mà thiếu sự vinh mẫn. Đệ tử hổ thẹn vạn phần. Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đâu, Nhàn Uyên đi theo tới đó, không bao giờ rời sư phụ. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra bài học. Câu chuyện gợi cho ta nhớ tới câu từ trong bài hát của Khắc Lý Lâm: Nếu như mất đi bạn, cả thế giới cũng được gì. Cũng như vậy, nhiều khi bạn tranh đấu để giành điều bạn cho là lẽ phải, nhưng điều bạn mất đi có lẽ còn quan trọng hơn. Luôn luôn phân rõ lặng nhẹ, tránh tranh giành, rồi sau hối hận không kịp. Có rất nhiều chuyện không cần tranh giành, lùi một bước biển rộng trời cao. Hơn thua với khách hàng, thắng ấy cũng là thua. Khi sản phẩm mới cần đổi mẫu, bạn sẽ biết. Hơn thua với ông chủ, thắng ấy cũng là thua. Cuối năm, lúc đánh giá thành tích, bạn sẽ biết. Hơn thua với người nhà, thắng ấy cũng là thua. Hơn thua với bằng hữu, thắng ấy cũng là thua. Làm không tốt sẽ mất đi một người bạn. Lá xả nhờ nước sôi mới có thể tỏa ra mùi hương thơm ngát. Sinh mệnh vượt qua bao trắc trở mới để lại tiếng thơm cho đời. Hiểu được điều này sẽ luôn cảm ơn cuộc đời, vậy là hạnh phúc nhất rồi. Giáo dục là một vấn đề vô cùng trọng yếu. Bất luận điều gì chưa rõ, hãy cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu không, sai một nhịp có thể hỏng cả một đời.